Võ Hạ Trâm được mẹ chồng người ấn cưng chiều như con gái. Gia đình đa văn hóa của vợ Hà Trâm được công chúng yêu mến bởi độ dễ thương, thân thiện và cách thể hiện tình cảm giữa các thành viên. Trong đó, mối quan hệ giữa nữ ca sĩ với mẹ chồng người Ấn Độ càng được quan tâm hơn cả. Không chỉ cưng chiều con dâu như con gái ruột, bà còn thường xuyên tặng quà giá trị cho giọng ca chính ít. Trên trang cá nhân, vợ Hà Trâm đã đăng tải loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi công tác Ấn Độ vừa qua. Trong lần đi lưu diễn này, cô nhân cơ hội về thăm gia đình nhà chồng. Ngay khi có mặt trước cửa nhà, cô đã được mẹ và chị của ông xã đón tiếp nồng nhiệt. Tại đây mẹ chồng của nữ ca sĩ liên tục ôm ấp, thơm má để thể hiện tình cảm với con dâu cưng của mình. Chỉ qua hành động, cả hai khiến fan ngưỡng mộ trước mối quan hệ chẳng có khoảng cách nào. Không chỉ vậy, bà còn chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết cho cô con dâu của mình. Cụ thể mẹ chồng của Hà Trâm chuẩn bị hoa quả, pha trà và đầu tư cho cô cả thiết kế truyền thống của người Ấn bà còn chẳng ngại ngần chỉnh trang cho con dâu như con gái ruột đáp lại tình cảm của mẹ người đẹp liên tục nói lời cảm ơn trao cho bà những cái ôm ấm áp không chỉ thể hiện tình cảm bằng hành động cử chỉ quan tâm bà còn thường tặng con dâu các món trang sức chế tác bằng vàng đắt đỏ trong ngày cưới mẹ chồng võ hà trăm nhiệt tình giúp con dâu phủ kính người với những chiếc vòng dây chuyền giá trị là người thương con cháu bà không quên cho cho cháu nội những y tim tương tự không chỉ hiền hậu mà còn gây choáng với độ giàu có và chịu chơi. Hiện mẹ chồng và võ Hà Trâm đang sống tại Ấn Độ. Để gắn kết tình cảm, các thành viên nhà nữ ca sĩ thay phiên nhau bay qua bay lại giữa hai quốc gia. Dù tuổi tác đã cao, song bà vẫn khỏe mạnh và dẻo dai. Trong chuyến thăm con cháu gần đây, mẹ chồng nữ ca sĩ khiến fan thích thú với loạt hành khắc nhảy múa cực sung để chung vui cùng tổ ấm của giọng ca chật như giấc mơ.